Xin chào cả nhà. Rồi sau khi tại điểm dừng chân là trạm xăng Tiến Mai tại Hòa Bình, đoàn đã tiếp tục lúc nãy là vượt hơn cũng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ đến rừng Cúc Phương, đi dọc cung đường Cúc Phương rất là đẹp. Những cái dãy núi nó chìm xen kẽ trong làn sương, làn mây rất là đẹp, cảnh như là trên cảnh thiên đường cực kỳ đẹp mắt. Đấy, hiện tại là đoàn đã đến điểm dừng chân của ngày hôm nay là Imer Resort Imeranda tại Ninh Bình. Đây là nơi sẽ diễn ra sự kiện chính của Honda Bike Day, và tối nay sẽ có đêm tiệc gala dinner, diễn ra rất là nhiều hoạt động thú vị. Đây là đoàn xe của các anh bên câu lạc bộ mô tô Hà Nội đây. Nó các anh hỗ trợ đoàn rất là nhiều, tuyệt vời, giúp mở đường và đảm bảo an toàn tối đa cho đoàn đi rất là thoải mái anh em. Thì bạn biết là với số lượng xe vài trăm chiếc mô tô như thế này, thì nhờ sự hỗ trợ của các anh bên câu lạc bộ mô tô Hà Nội, đoàn đi rất là an toàn. Tuy nhiên thì tốc độ nó hơi chậm nhưng mà đảm bảo tối đa an toàn nhất. Hiện tại đoàn đã đến nơi cần đến, không ai bị trục trặc gì hết. Mọi người đều hôm nay rất là tuyệt vời các bạn, khí hậu khá là mát, trời sáng giờ nó cứ âm u như này, không nắng không có mưa, phải nói là một thời tiết rất là tuyệt vời dành cho các anh chị em biker tham gia cái hành trình Honda Biker Day năm 2022 năm nay. Đây, dàn xe Godwin quá đẹp, Africa Twin nữa nè. Thì sau khi được ra mắt thì các bạn thấy là cái số lượng Africa Twin tham gia cái hành trình hôm nay cũng khá là nhiều, theo mình thấy cũng khoảng gần 10 chiếc. Phải nói là chiến binh lý tưởng dành cho những cái cung đường như thế này. Có cả các câu lạc bộ trên khắp cả nước cùng tham dự nữa. Các bạn thấy là bên câu lạc bộ mô tô Bình Tân đây, bên anh Nhật Cỏ bên câu lạc bộ mô tô Bình Tân có tham gia cùng với bà xã của mình, Rod Captain. Thì theo mình thấy phần lớn là mẫu CB650R là mẫu xe bán chạy nhất của Honda, và hầu tiếp theo đó là mẫu CB500M chiếm số lượng cũng khá là nhiều trong đoàn tham gia hôm nay. Sao anh chạy phê không hay là chậm? Ok, khí hậu quá tuyệt vời. Tiếp theo là dòng Sport các bạn, Sport City CBR650R có cả 500R kia nữa. Thấy hầu như đầy đủ hết các mẫu xe mới của Honda. Và trong cái sự kiện hôm nay là tối nay các bạn, Honda sẽ cho ra mắt một mẫu xe mới rất là bất ngờ, và mình sẽ cập nhật cho các bạn sau nha. Mình cũng hiện tại cũng chưa biết đó là mẫu xe gì nữa. Đây đoàn rất là đông rồi. Thì được chia theo từng đội nha, nên đậu xe rất thoải mái. Tụi nó tổ chức rất là bài bản và dễ kiểm soát. Mỗi xe sẽ phát cái tem các bạn, đội B hết, B A B C D E F. Thì đến mỗi điểm dừng chân Honda đều để một cái bảng theo đội, thì đội nào thì mình cứ đến tìm cái đội mình đậu xe thôi. Rất là thoải mái. Đầu ra đó rất là rõ ràng, và khi mà ổn định đội hình nó cũng nhanh hơn nữa, và khi xuất phát nó cũng nhanh gọn lẹ hơn. Đây toàn cảnh dàn xe của các anh chị em tham gia hành trình Honda Bike Day có mặt tại resort Imeranda Ninh Bình. Rồi các hoạt động về sự kiện Honda Bike Day mình sẽ tiếp tục cập nhật các bạn vào tối nay. Và cái mẫu xe mới sẽ được Honda ra mắt sẽ là mẫu xe gì, mô tô Sài Gòn sẽ tiếp tục cập nhật, anh em nhớ đón xem nhé. Ok, xin cảm ơn và chào các bạn.
toàn cảnh quá đẹp. Sơn này đi từ bên đi chung tiên đi lên lấy.